Vâng, xin chào tất cả quý chị nhà đầu tư và chào mừng quý chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán Ichimoku Stock, và em là Nguyễn Khởi, cố vấn phân tích tư đầu tư tại công ty chứng khoán VBS. Thì tiếp tục là những cái series của em Khởi về phân tích, nhận định và chia sẻ những góc nhìn của em Khởi về các cái mã cổ phiếu. Và trong cái video này thì em Khởi sẽ phân tích hai cổ phiếu anh em, đó chính là cổ phiếu FPT và cổ phiếu bán lẻ FLT. Thì trước khi vào video thì các chị nhớ lại cho Khởi một like cũng như một lượt đăng ký kênh nhé. Cùng đó là các chị hãy để lại những phần bình luận ở phía bên dưới, những cái bông hoa, những trái tim để khích lệ tinh thần cho Khởi cũng như là tất cả các anh em trong team Ichimoku Stock. Và các chị mà đang có những cái thắc mắc về cổ phiếu, về điểm mua điểm bán hoặc là về câu hỏi về chứng khoán thì có thể để lại ở bên dưới phần bình luận để em Khải có thể là hỗ trợ giải đáp cho mọi người nhé. Và đặc biệt là các chị đang xem video thì hãy dành ra 5 đến 10 giây để ấn vào hai cái đường link Zalo và Telegram em Khải đã ghi ở dưới phần bình luận nhé. Thì đây là hai cái kênh cộng Zoom, hai cái Zoom cộng đồng của em Khải, thì hàng ngày em Khải sẽ chia sẻ các cổ phiếu có điểm mua trên này, đi cùng với đó là em Khải sẽ hỗ trợ mọi người phân tích các cái cổ phiếu cùng với tin tức và sẽ giúp mọi người có thêm những góc nhìn về chứng khoán như mã cổ phiếu nhé. Cái Zoom này thì em cả sẽ hai cái Zoom này thì em cả sẽ khuyến nghị cổ phiếu miễn phí, nên là mọi người hãy vào để có thêm những cái góc nhìn về điểm mua nhé. Ok, cùng quay trở lại với cái video của chúng ta. Thì cổ phiếu đầu tiên em phải phân tích đó chính là cổ phiếu FPT nhé. Đầu tiên thì em cả sẽ phân tích con FPT này trong cái khung đồ thị 11H trước. Các chị đang xem nhớ để lại cho cả một like nhé, cũng như một lượt đăng ký kênh. Mọi người chờ một chút. Ok, đây là đồ thị của FPT trong khung 1H. Hôm nay thì trong cái khung đầu phiên sáng, có thể là cái lệnh của lúc 9 giờ. Đây, cái lệnh của 9 giờ sáng nay thì đã tạo nên một cái lệnh tăng rất là tốt, và sau đó thì tầm khoảng cái lệnh 10 giờ, 11 giờ như là cái lệnh đầu giờ chiều 1 giờ thì đã có tín hiệu mà chứng lại cái đà tăng, và sau đó tích lũy ở loanh quanh ở những vùng giá khoảng 86. Và sau cái lên là sau đó thì cái lên phiên là 14 giờ do đã bị ảnh hưởng rất là nhiều đến từ thị trường hôm nay của chúng ta bị đạp rất là mạnh trong khoảng cuối phiên, và còn FPT này cũng bị ảnh hưởng theo và đã tạo nên một cái lên có volume bán rất là lớn, và đi cùng với đó là tạo nên một cái lên giảm. Tuy là đã có những tín hiệu mà rút dâu lên một chút, nhưng mà hiện tại trong khu 1H này thì vẫn đang có những tín hiệu mà khách sạn về những vùng giá bên dưới. Khả năng thì trong lốt trong buổi phiên sáng ngày mai thì khả năng vẫn sẽ có thêm yếu tố rung lắc đến thị trường, và nó sẽ sau đó thì trong khoảng 10 giờ sáng ở phiên thứ sáu, phiên cuối tuần ngày mai thì khả năng là sẽ có những tín hiệu mà chứng lại những cái sự rung rung lắc nhá. Thì trong khung 1H thì vẫn đang có những vùng hỗ trợ khá là cứng ở loanh quanh ở vùng 84.3, thì cái vùng này em phải đánh giá rất là cao về mặt cái độ tin cậy của con FPT, và đây cũng là những cái vùng khách sạn khi mà chẳng may mà trong phiên ngày mai mà có tín hiệu giảm mạnh mà đập vào những cái vùng khách sạn và bật lên thì em khởi là sẽ đánh giá rất là cao những cái vùng hỗ trợ này nhá. Bên cạnh đó này thì đã có những cái vùng hỗ trợ mây này ở loanh quanh những vùng giá cũng vùng giá 84.6 này, thì em khởi đánh giá thì đây cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là cứng đối với con FPT trong khung 1H và cụ thể là trong phiên thứ sáu của ngày mai nhá. Ok, khung 1H thì khả năng là trong sáng mai, đầu phiên sáng mai sẽ có yếu tố rung lắc một chút, và sau đó thì sẽ bình ổn lại trong khoảng nửa cuối của phiên sáng. Cùng quay trở lại với cái khung đồ thị daily của chúng ta, thì hôm nay thì trong ngắn hạn thì cổ phiếu FPT này vẫn đang trong cái trend tăng, khi mà đã cái tính đến cái lên phiên thứ năm này thì đã là bốn cái lên liên tiếp mà FPT này đã có trong cái xu hướng tăng, đều là những cái lên xanh thôi. Okay, và kết cái lên của phiên thứ sáu ngày 17 tháng 8, à phiên thứ năm ngày 17 tháng 8 này thì FPT tăng 1,06% tương đương với 900 đồng. Thì đã có những lúc mà đang có những sự bật tăng lên rất là cao lên vùng giá 87.2, nhưng mà do có những yếu tố đến từ thị trường chưa được sự đồng thuận đối với cổ phiếu FPT này và làm cho cuối phiên thì đã có tín hiệu rút dồn lên một chút, nhưng mà em phải vẫn đánh giá rất là cao cổ phiếu này trong thời gian sắp tới nhá. Nhưng mà biết là nó có tín hiệu mà chạy khá là đẹp, nhưng mà điểm mua cũng đang khá là khó khi mà về từ những cái vùng giá thấp nhất khi mà trong đợt điều chỉnh vừa rồi mà lên đến những vùng giá hiện tại cũng đã khoảng là gần 6% rồi, nên là điểm mua hiện tại cũng khá là khó đối với con cổ phiếu FPT này. Ok, FPT thì theo phân tích Chiku này, Ichimoku thì vẫn đang có tín hiệu hai kiếm hướng tăng thôi, mà kể cả ngày mai có yếu tố rung lắc thì khả năng thì FPT là sẽ rơi vào những trạng thái tích lũy,
và đang có tích lũy rất là chặt, thì đây cũng là những cái cơ hội để cho con FPT có thể bật lên trong thời gian tới. Dòng tiền tham gia vào nhịp này cũng rất là tốt này, điều chỉnh với volume nhỏ, sau đó thì lại xuất hiện thêm những cái dòng tiền mới tham gia vào thị trường và làm cho con FPT bật tăng khá là mạnh. Bên cạnh đó thì nếu mà vẫn tín hiệu mà rung lắc chưa thể bật tăng được thì khả năng là FPT thì trong ngắn hạn vẫn rơi vào những trạng thái tích lũy chặt ở loanh quanh vùng giá này thôi, và đang có những cái vùng hỗ trợ loanh quanh vùng giá 84.5, 84.4 này, cũng khá là giống trong đồ thị 1H ấy, nên là cái vùng này cũng đang rất là tin cậy. Ok, trước đó thì FPT trong một cái trend tăng rất là mạnh, trong một kênh tăng rất là mạnh, nhưng mà sau đó thì xuất hiện những cái lực bán và sau đó thì bị mất cái trend tăng mạnh này trong thời điểm vừa qua, và sau đó thì điều chỉnh đã có những lúc mà nó khá là xấu khi mà thủng đường Kijun, và sau đó thì đã có tín hiệu là dòng tiền tham gia vào lại và lại bật tăng được trở lại nhá. Ok, kết luận lại thì trong cái khung 1H này thì em khởi ở trong khung daily này em khởi đánh giá khá là cao còn FPT trong thời điểm ngắn hạn sắp tới nhá, hoàn toàn là nó là một trong những cổ phiếu có thể lead được thị trường trong thời điểm tới. Ok, chuyển sang cái đồ thị trong khung trung hạn weekly của chúng ta. Ok, trong khung weekly đang khá đẹp này, khi mà cây nến của tuần này đã tạo nên một cây nến tăng điểm rất là tốt và thanh khoản cũng rất là nhiều, và đã chạm đến những cái vùng mà kháng cự là những cái vùng đỉnh lịch sử của năm 2022, vùng những vùng quanh vùng 86, 86.1, và đang có tín hiệu mà khả năng thì vượt lên những vùng kháng cự, vượt qua những đường vùng đỉnh đỉnh lịch sử lại khá là cao, khi mà dòng tiền này đi cùng đó là theo phân tích kỹ thuật theo Ichimoku thì vẫn đang hai kiếm Kijun và Tenkan thì vẫn đang có tín hiệu hướng hướng lên và biểu thị lên một trạng thái tăng, nhưng mà hiện tại chắc tăng yếu thôi. Ok, mà đây cũng là những cái điều hết sức tích cực với của con cổ phiếu FPT là trong khung trung hạn, mà cái đồ thị ở trong khung dài hạn lên thì chúng ta có thể thấy rõ hơn này, khi mà đã chính thức mà chuẩn bị vượt qua những cái vùng mà vùng giá lịch sử rồi trong cái nhịp gần đây, trong các tháng gần đây, cái cụ thể là từ tháng 5, từ tháng 4 tháng 5 thì đã có tín hiệu mà tăng rất là tốc, và hiện tại thì nó đang không ngừng chinh phục những cái vùng đỉnh mới, thì trong dài hạn thì em phải vẫn đánh giá là con FPT đang khá là tích cực, nhưng mà trong tháng này cần thêm những yếu tố mà nó vượt khỏi những cái vùng đỉnh cũ trong ngày ở trong tháng này là vùng 87.2 để nó không có tín hiệu mở khách sạn lên ở những vùng giá bên dưới nhá. Nếu mà không thể chinh phục được những cái vùng mà 87.2 mà có tín hiệu mà không ngừng phá đỉnh, mà không thể ngừng phá đỉnh được, thì khả năng nó sẽ có những yếu tố rung lắc trong tháng này và trong tháng sau, khi mà nó sẽ mở những cái vùng hút giá, những cái vùng khách sạn hút giá về những vùng giá 70. Ok, không biết có về được hay không, nhưng đây sẽ là những cái lực hút giá và làm cho FPT có thể rung lắc. Yếu tố tiên quyết trong đồ thị tháng này nó phải là không ngừng phá đỉnh thì mới tạo được những cái điều kiện để cho con FPT này không bị rung lắc về những vùng giá bên dưới nhá. Ok, kết luận lại thì em phải đánh giá thì FPT này thì khả năng trong ngắn hạn thì vẫn đang trong một xu thế tăng, và trong và dài hạn em phải vẫn đánh giá khá là cao con FPT khi mà đang có những tín hiệu mà không ngừng vượt qua được những cái vùng đỉnh và nó sắp vượt qua những vùng đỉnh lịch sử thôi. Ok, và hy vọng thì con FPT này sẽ là một trong cổ phiếu mà có thể là lực đỡ cho thị trường trong một thời điểm mà cuối tháng 8 này nhá. Ok, nhưng thời điểm hiện tại mua cũng là khá là khó bởi vì đã tăng được khoảng gần 6% rồi. Chờ thêm có những tín hiệu mà nó tích lũy qua đây hoặc là test về những đường của giá Kijun này thì chúng ta mới có thể mua được loanh quanh vùng giá 84.5. Ok, chuyển sang những cái cổ phiếu tiếp theo, đó chính là cổ phiếu của người anh em của FPT, là cổ phiếu bán lẻ FRT. MRT. Các chị đang xem như là để lại cho cả một like nhé, cũng như là một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ok, đây là đồ thị ngày của con FRT này. Đầu tiên em phải sẽ đi phân tích trong đồ thị 1H trước nhá. Đây là khung đồ thị 1H của cổ phiếu FRT. Thì vẫn trong cái thời điểm vừa ngắn hạn vừa qua thì FRT điều chỉnh khá là mạnh khi mà mất đi những cái kênh xuống tăng và đang đi về chỉ khá là mạnh. Thì hôm nay thì cũng đã có những tín hiệu mà volume bán khá là nhiều đối với cổ phiếu FRT và tiếp tục có thêm có những cái phiên giảm khá là mạnh. Thì hiện tại thì hôm nay thì đã có tín hiệu khách sạn đôi chút về trong cái khung 14 giờ, nhưng mà thị trường chúng ta thì hôm nay không được đẹp cho lắm nên là không thể hồi được. Khung 1 giờ thì đã có tín hiệu hồi này, nhưng mà sau đó thì không thể hồi được tiếp trong cái khung 14 giờ và làm cho con cổ phiếu FPT lại lại là không ngừng phá đáy, tiếp tục phá đáy trong ngày hôm nay.
trong ngắn hạn. Thì ngày mai thì khả năng nếu mà không nếu mà có tín hiệu mà tiếp tục giảm thì khả năng sẽ có những vùng khách khách sạn, vùng cân bằng giá để con FPT có thể hồi lên. Mà nếu mà không tiếp tục giảm nữa thì loanh quanh vùng giá này thì FPT sẽ rơi vào những trạng thái tích lũy trung bình. Ok, sẽ chứng lại cái đà giảm cho mình. Mà khả năng thì trong đồ thị 1H này thì nhìn con FPT đang khá là xấu, cần thêm những cái yếu tố đến từ dòng tiền tiết cung cũng như là dòng tiền mới tham gia vào để cho FPT này có thể là chứng lại cái đà giảm nhé. Sau đó thì cần tích lũy lại để có thêm những cái bước đột phá để vượt qua những cái vùng cản phía bên trên. Khi mà những cái đường kháng cự ở những cái đường hỗ trợ kỳ du này như đường đường rau gam này mà bị đánh thủng rồi thì nó sẽ hình thành những cái vùng kháng cự rất là mạnh ở phía bên trên. Ok, nói chung là trong khung 1H thì đang khá là xấu đối với cổ phiếu FPT. Cùng nó quay trở lại với khung đồ thị ngày của chúng ta thì FPT hôm nay thì tạo nên một cây nến giảm rất là mạnh. Cụ thể là hôm nay khi mà kết cây nến của ngày hôm nay thì FRT thì giảm 2,19%, tương đương với 1,6 nghìn 1.600 đồng. Tiếp tục ngắn hạn thì tiếp tục vẫn đang rơi vào một cái chen điều chỉnh khá là mạnh. Trước đó thì đã có những cái nhịp mà nó tăng rất là mạnh nhưng sau đó thì bị gãy mất cái chen tăng. Và khi mà một cổ phiếu bị tăng tốc này mà khi mà bị gãy mất cái chen tăng và sau đó rơi vào những cái nhịp mà sideways cho thấy những và trong cái thời điểm trong thời điểm sideways đó thì cái thanh khoản bán này cũng rất là lớn. Đây là có những tín hiệu mà phân phối đến từ nhà đầu tư tay to. Sau đó thì họ phân phối xong thì đã có một cây nến break giả đây quanh ở cây nến ngày thứ hai ngày mùng 7 tháng 8 này và sau đó thì break giả thì đã lập tức giảm rất là mạnh khi mà hai đường chi cụ như là đường tiên ca này có tín hiệu chập kiếm và sau đó đâm thẳng xuống thì tạo nên một cái chen giảm rất là mạnh. Ok, thì hiện tại thì khả năng thì em cởi trong team khách hàng trong team tham mưu của em cởi thì vẫn đang có ý định cho bắt còn FPT hay quanh ở những vùng giá từ 67.8 đến vùng giá 68 vẫn đang chờ thôi. Và khi mà nó rơi về đến vùng giá này thì khả năng sẽ có thêm những tín hiệu mà mở những cái vùng khách sạn, những cái vùng cân bằng hút giá lên vùng giá bên trên này thì em phải đánh giá khá rất là cao nhưng mà cần thêm thời gian để có thể điều chỉnh về những vùng giá 68 70 này nhá. Nói chung là em phải cũng đang canh bắt con FRT này cho một nhịp hồi. Thanh khoản bán trong cái nhịp phân phối vừa qua đang em phải đánh giá rất là nhiều nên là chỉ bắt một nhịp hồi thôi. Còn lại chưa có nhiều điểm sáng về mặt volume đối với con cổ phiếu FRT này. Trong đồ thị ngày thì có một điểm sáng đôi chút là nó có một vùng hỗ trợ rất là mạnh xung quanh vùng giá 68 60 68 67.8 này thôi. Chuyển sang khung đồ thị trung hạn weekly của chúng ta. Ok, đây là FRT trong cái khung đồ thị tuần. Trong khung đồ thị tuần thì vẫn đang có tín hiệu rất là xấu khi mà đang có những tín hiệu mà chứng lại cái đà tăng trong những cái ngày của cuối tháng 7 và đầu tháng 8 và sau đó thì mở những cái vùng khách sạn rất là sâu về ở những vùng giá bên dưới và trong hai cây nến khi mà xuất hiện khách sạn này trong khung đồ thị tuần này thì đã có tín hiệu điều chỉnh rất là mạnh. Thì trong tuần sau này thì vẫn có những tín hiệu mà khách sạn này tuần sau nữa này và tuần sau nữa thì vẫn có tín hiệu mà khách sạn. Nói chung là trong khoảng cuối tháng 8 và đầu tháng 9 thì vẫn đang có tín hiệu mà khách sạn rất là mạnh. Nhưng mà có một điều tích cực đôi chút là sẽ vùng khách sạn thì cũng gần về đến rồi nhưng mà về đến những cái vùng hỗ trợ Kijun này và hỗ trợ khách sạn dành cho những cái anh chị mà chưa biết khách sạn là gì thì là khách sạn là một trạng thái mất cân bằng về giá và đang có tín hiệu mà hút về những cái đường về những cái vùng Kijun. Thì đường Kijun là đường màu đỏ này này nhưng mà bị mất cân bằng về giá về có tín hiệu mà hút về đường Kijun. Ok, nói chung là vẫn đang trong khung đồ thị tuần đang khá là giống trong khung đồ thị ngày khi mà đang có những cái vùng cân bằng vùng hỗ trợ nó quanh vùng giá 68 đến vùng giá 67.8 67.9 này thì về đây thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt được nhá. Rơi về đây cũng là rơi về giá mà về được khách sạn thì cứ theo đúng chiến lược thôi là chúng ta có thể bắt được và bên cạnh đó thì đang có những vùng hỗ trợ giao găm rất là mạnh thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin bắt được cổ phiếu FPT nhé. Bên cạnh đó mà các chị mà có điểm mua không tốt mà có tín hiệu mà thủng những cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta nên cân nhắc hạ nhé. Thủng đường này thì em phải đánh giá rất là xấu. Ok, cùng chuyển sang đồ thị dài hạn, đồ thị tháng của chúng ta.
Đồ thị tháng chúng ta thì FPT thì trong giai đoạn downtrend vừa qua thì cũng là một trong cổ phiếu không giảm quá là nhiều cùng với hai con FPT và con FLT. Và cái con cổ phiếu anh FPT thì đang vượt đỉnh rồi, và con FLT này thì có vượt đỉnh hay không thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy là ngắn hạn này và trung hạn cũng không thực sự là đẹp đẹp lắm, nhưng mà nó sắp về vùng hỗ trợ rồi. Thì cái đỉnh ngay gần vùng giá 101,400 này thì là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong khung tháng này thì xong cái cây tăng rất là mạnh từ tháng 6 này, tháng 7, tháng 8 thì bắt đầu cho thấy những tín hiệu mà tích lũy là quanh vùng giá 37 73 cộng trừ này, thì khả năng trong tháng sau thì sẽ FPT sẽ rơi vào những trạng thái tích lũy, vẫn rơi vào trạng thái tích lũy theo Ichi. Dòng tiền vào trong nhịp này cũng chưa thực sự là quá là ấn tượng cho lắm, vẫn chưa thể vượt qua được mức trung bình 20 phiên, nên là FPT, FLT thì vẫn chưa được nhiều các cái tổ chức, các nhà đầu tư quan tâm nhiều lắm, nên là cần thêm những dòng tiền mới để tham gia vào thị trường, tham gia vào con cổ phiếu FLT này nhá. Khả năng trong dài hạn thì trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 này, khả năng thì vẫn cho thấy những cái trạng thái tích lũy thôi. Nhưng mà cái đỉnh này chỉ cần thời gian thôi, nó sẽ vượt qua được, cũng gần sát sát đến đỉnh rồi. Chốt lại, kết luận lại thì FLT này trong khung 1H này, trong khung ngày, khung tuần rất là xấu. Trong khung tháng thì vẫn đang cho thấy những cái tín hiệu mà đi ngang mà thôi. Nên là mọi người lưu ý nhá. Nhưng mà cái vùng hỗ trợ con FLT đang rất là gần rồi, quanh khoảng những cái vùng 67,7 đến những vùng giá 68 thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ được những vùng này, và chúng ta có thể bắt cho một nhịp hồi nhá, nhịp hồi thôi chứ không phải là một nhịp tăng lại, bởi vì em nhìn cái thanh khoản trong nhịp này cũng rất là xấu, nên là chúng ta sẵn sàng bắt cho một nhịp hồi đối với cổ phiếu FLT. Cùng review qua một chút các cái cổ phiếu mà anh em Ichi đang nắm giữ, đây là danh mục chung và dài hạn nhá. Một số cổ phiếu chứng khoán như là đã đạt đến một con số hơn 100% như BCI 129%, VLD, SAS, dầu khí thì có BBC, thép thì có HBG đã đạt mức 100% này, đặc biệt là những dòng bất động sản như DIC này khoảng 130%, đất xanh, Novaland, BR, CIDS thì đã có lợi nhuận rất tốt, bán lẻ thì có MVKG, Masan. Ok, một số các cổ phiếu khác đang có những lợi nhuận rất là tốt, và đây là các cái danh mục mà các cổ phiếu mà anh em Ichi chung một dài hạn đã bán nhá. Đa số là xanh 20-30% thôi. BR này 62,16% đã bán 1/2 này. Và anh em trong team thì vẫn đang có một cái zoom ngắn hạn nữa thì em khỏe vẫn chưa cập nhật được trên đây cho mọi người đâu. Thì các chị mà đang chưa có người hỗ trợ tư vấn đầu tư và hỗ trợ tư vấn đầu tư chưa hiệu quả hoàn toàn có thể là kết nối cho em Khải qua số Zalo trên mình 0354753081 để em Khải có thể hỗ trợ mọi người vào hai cái Zoom này nhá, qua cách là một là mở mới tài khoản bên công ty chứng khoán VPS và gắn lại ID của em Khải là ID BE62, và anh chị đang có tài khoản rồi mà muốn về gắn bó với anh em Ichi thì cũng có thể là chuyển ID về của em Khải là ID BE62 nhá, mọi người lưu ý. Ok, và các chị nào mà đang có khó khăn gì về đầu tư về chứng khoán thì có thể liên hệ cho em Khải qua số Zalo trên mình 0354753081, em Khải có thể phải hỗ trợ mọi người bằng cái tâm của mình, với cái phương châm có tu tâm thì mới tu được nghiệp, tâm có sáng thì nghiệp mới thành, và em Khải luôn luôn hỗ trợ mọi người tìm ra long mạch, đón được gió đông, gặp người tri kỷ, áp sẽ thành công với cái tâm cũng như là với những cái tinh thần thoải mái nhất có thể. Ok, đến đây video của em Khải sắp kết thúc rồi, thì trước khi vào kết thúc video thì mọi người nhớ dành ra 5 đến 10 giây nhé để ấn vào hai cái đường link Zalo và Telegram em Khải đã ghi ở dưới phần bình luận. Thì đây cũng là những cái kênh mà em Khởi chia sẻ cổ phiếu miễn phí, và cũng là những cái kênh để cho mọi người có thể là tạo những cái cộng đồng để mọi người có thể trao đổi về chứng khoán cũng như là chém gió ở trên này nhá. Ok, và các chị nhớ để lại cho Khởi một like cũng như một đăng ký kênh nhá. Cùng đó hãy để lại những phần bình luận ở phía bên dưới. Và em Khởi xin chúc quý chị sẽ có những thời gian đầu tư thật là hiệu quả trên sàn chứng khoán Việt Nam này. Và đây cũng là nhân dịp đầu tháng 7 âm lịch, thì em Khởi xin chúc quý chị sẽ có cùng với gia đình sẽ có những tháng mới thật là bình an, thật là mạnh khỏe, và sẽ có những cái điều hết sức là hanh thông trong công việc. Em cảm ơn xin chào mọi người.